Là tỉnh nghèo nhưng Đồng Tháp được biết đến là một trong những địa phương tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là mô hình hội quán. Thời gian qua, mô hình này đã được triển khai và đem lại tác động tích cực về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội thông qua việc phát huy dân chủ của người dân ở cộng đồng dân cư. Đây là buổi sinh hoạt của các thành viên Minh Tâm Hội Quán, xã Mỹ Sương, huyện Cao Lãnh. Các thành viên của hội quán chủ yếu là nông dân trồng xoài với mô hình cây xoài nhà tôi. Là thành viên tham gia hội quán từ những ngày đầu thành lập đến nay đã được 6 năm, lão nông này cho biết từ mô hình hội quán đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Thì mỗi một tháng là tập trung sinh hoạt một lần. Thì từ đó anh em có thời gian để trao đổi bàn bạc những cái kinh nghiệm mình làm. Ví dụ như thất bại, cũng trao đổi với anh em. Mà vì sao mình làm đạt kết quả cũng trao đổi với anh em. Cho nên là anh em cùng nhau tiến bộ. Từ canh tân hội quán được thành lập tháng 7 năm 2016, đến nay Đồng Tháp có 129 hội quán với trên 7.000 thành viên. Mỗi hội quán ra đời gắn với một ngành nghề, mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương do nhân dân tự nguyện lập ra để sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm. Đây là do tự nguyện, chứ không có bắt buộc. Cho nên cái này là bà con, nếu bà con thấy được cái quyền lợi, thấy được cái lợi ích mà tham gia vào cái hội quán thì bà con tham gia. Từ khi mà tôi tham gia thì tôi thấy vào đây thì thứ nhất là về, đặc biệt là về cái chia sẻ được, học tập được về cái kinh nghiệm sản xuất xoài. Mà hiện nay là về cái xoài sản xuất xoài an toàn theo hướng hữu cơ. Và trong cái đồng thời sản xuất xong rồi trong cái liên kết tiêu thụ, tức là các doanh nghiệp đến để liên kết tiêu thụ. Mà từ khi mà có cái hội quán này rồi là anh bà con tới đây người ta thoải mái lắm, làm cái gì người ta trao đổi hết lòng, không có còn giữ riêng cái bí kíp nữa, thì về chia sẻ kinh nghiệm của nông dân với nhau, rồi được các cái nhà khoa học người ta tới đây để người ta chuyển giao kỹ thuật, thì bà con mình cũng nắm bắt được. Rồi qua đây thì cái tình làng nghĩa xóm nó cũng được gắn kết hơn, thấm thiết hơn. Từ mô hình hội quán, Đồng Tháp đã phát triển được 31 hợp tác xã, qua đó giúp nông dân liên kết mua chung, bán chung, giảm chi phí, nâng cao giá trị hàng hóa, giúp địa phương làm du lịch nông thôn. Chúng tôi trong thời gian tới sẽ phát huy hơn đối với hội quán này, vừa đúc kết, vừa để hoàn thiện, để mà khơi dậy được cái sức mạnh của người dân để tham gia, để thực hiện tốt đối với sự phát triển kinh tế xã hội góc độ của địa phương. Hoạt động của hội quán đã từng bước thay đổi nhận thức, phát huy quyền làm chủ của người dân. Người dân phần nào khắc phục tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, thay đổi cách nghĩ, cách làm cũ, tạo động lực để người dân tự quyết định, tự chịu trách nhiệm,